Hôm nay thì mình sẽ hái lá ngũ hoa để làm món ngũ hoa xào thịt bò. Không biết ai ăn món này chưa, mình chưa ăn món này bao giờ. Thì cây ngũ hoa này rất là ít lá. Hy vọng mình sẽ hái được đủ lá để làm món lá ngũ hoa xào thịt bò. Món đặc trưng của miền Đông cả là. Ok. Giờ thì mình sẽ hái lá ngũ hoa xào thịt bò. Đây là vườn rau của mình chăm sóc một thời gian thì nó cũng khá là tươi tốt. Đây thì có một cái bông hoa đã nở rồi, không biết bao giờ mới có trái. Rất là nhiều hoa, rất là nhiều nụ chưa có hoa nhé. Hy vọng chuyến tới mình đi công tác về thì vườn rau mình vẫn tươi tốt, hy vọng có người tưới. Đây là mùng tơi, lá nốt. Đây là rau thơm nha. Xả. Ớt thì nó có một số con bọ nó mù này. Ok. Khá là nhiều. Bò thì mình đã sắp sẵn rồi nhưng mà nó vẻ hơi mình rất sức thích ăn tỏi nên mình món gì mình cũng bỏ rất là nhiều tỏi vô. Tỏi là số 1 tại vì mình không ăn được ớt. Sắt làm đôi, mình sẽ sắt làm đôi nha. Thịt bò thì mình không ướp gì nha. Mình sẽ sắt hoa làm bà mình. Chết ở nhà thì không cần sợ. Tươi, mới hái ngoài vườn về. Giờ thì ông rồi, mình sẽ chữ dầu ô liu. Dầu ô liu nha. Mình thì không ăn được dầu mỡ. Wow. Cái này phải gọi thịt bò chứ. Thịt bò xào hết bỏ cái gì thì được.
ngũ hoa này. Món này món là độc quyền của miền Đông, miền Tây không có món này. Miền Tây không ăn được đắng với cay các bạn, miền Tây chỉ ăn ngọt. Mít chứ? Không, lá thì quá là ít rồi các bạn. Wow, we see so. Okay. Đây, món này là món nhậu rất rất là tuyệt vời. Đây là rượu của Nhật Bản như vậy, rượu mừng mơ. Đó, bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng coi là ngon hay không. Mà lá ngũ hoa đấy ít quá, giờ nó chỉ còn như thế này được không, chỉ như thế này không? Đáng nhẽ làm sao thịt bò này sao vừa chín nên không có dài. Mình sẽ ăn thử miếng nha. Mời cả nhà nha. Ôi xì, ngon, vị đắng, ngon ạ. Nên các bạn thử làm nên lá ngũ hoa rất là ít, để sau mình sẽ nuôi cái ngũ hoa thật lớn lên và bắt đầu mình sẽ làm một món thật nhiều lên. Ok, bye bye các bạn.